Mì Quảng, mì Quảng luôn, Quảng luôn Đà Nẵng. Đây. Rồi. Tay to gửi đến quý vị và các bạn món bánh canh. Bánh canh gà. Nộm xào mì Quảng gà. Mì Quảng gà. Đây. Chất lượng không? Chất lượng không? Tráng miệng bằng quả bồng nha. Đây. Con tôm. Đậu phộng. Đậu phộng rắc vào đây. Có quả tôm mà. Rau sống mà. Ngò hành. Hành này, cái này là hành phi, cho ít vào đây thơm luôn. Mắm, mắm cay, mắm mặn nha. Đây mắm chua ngọt. Đây là tôm. Lấy cái tô để bố thực hiện làm đó. Mình làm một chén nhỏ nha. Hấp dẫn không? Món này ăn trưa. Đây. Mì Quảng, mì Quảng nôm, Quảng nôm Đà Nẵng. Đây. Rồi. Cho ít hành phi vào này. Hành phi. Ai ăn ớt thì cho ớt, ớt này. Cho cay xịt xoa cho sướng. Đây. Cho ít đậu phộng nha. Chắc là nghe nha. Cho rau sống vào. Cho ngò cho thơm. Nhất nắt luôn. Nhất nắt. Đây. Cho nhiều nước dùng luôn. Rồi cho thêm một con tôm. Tôm nha. Nhất mũi luôn. Đây. Đây, con ăn thử xem thế nào. Bên này là không ăn được cay. Bên này ăn cay kém này. Rồi, cầm cho cameraman nào, bên này. Quay đây để bố dùng thử nào. Đây. Đây. Chúng ta to ăn một miếng rồi. Đã quá. Thơm. Nước dùng gà này có ướp sả nhá. Thơm mùi sả. Ngon. Ngon, ngon. Nó giòn. Mấy khâu nấu nướng này là nấu sẵn rồi nha. Bây giờ mình chỉ lấy nguyên liệu gia vị thôi. Nguyên liệu gà, sả, curry, cút lợn, đâu quên, cút thường, thêm ít hành, xà bằm luôn nha, đun lên,
vừa gia vị. Rồi làm miếng nữa nào. Cái đâu phải chân xà đi con ơi. Thơm vừa ăn. Cút cút ngang cút ngang. Làm cái dưa leo. Cái này cô ta chân xà kiểu lấy nha. Mà cái này hai chân xà có mất tiền nha. Tưởng làm. Ngon đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của anh Trai To TV. Chúc quý vị và các bạn cũng có bữa ăn ngon miệng, cho sức khỏe thật nhiều để chống dịch Covid. Rồi quý vị nhớ nhấn like, đăng ký kênh của Trai To TV nhá. Rồi.